Hello anh em, hôm nay Nhật lại quay lại với một em Vario 160 của anh khách quen, cực kỳ quen luôn nha. Nhà ảnh á, ảnh chia sẻ là ở tận Củ Chi lận, nhưng mà ảnh đi làm công ty ở gần đây, ở đầu đường Liên Bích nè. Mỗi ngày đi về của ảnh là tầm 60 mấy đến 70 cây lận. Mà thời gian gần đây thì ở Sài Gòn của chúng ta thường hay có những cơn mưa, đường nó rất là trơn trượt. Ảnh muốn Nhật tư vấn cho ảnh một cái dòng vỏ nào đó phù hợp, đi nó đầm chắc tay, an toàn, bám đường tốt trong những cái ngày mưa sắp tới. Mình thấy được con xe này, cái ô đô của nó cũng hơn 10.000 km rồi. Đây mình mở cho anh em xem. Đó, anh em thấy được ô đô 10.000 km hơn rồi ha. Đó thì ô đô mới hơn 10.000 thôi mà mình thấy được cái vỏ zin của Vario 160 này nó khá là mòn. Những cái rãnh này bắt đầu nó bằng phẳng với nhau luôn anh em. Nó bằng phẳng luôn và có khá là nhiều những cái rãnh và nó có những cái lỗ rạn nứt nè. Thì anh khách anh chia sẻ rằng cái vỏ của ảnh khi mà ảnh chạy trên đường, ảnh cần leo lề hay là ảnh cần thắng gấp thì nó không còn cảm giác an toàn và độ bám đường nữa. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ chạy thử xem thử nó trượt như thế nào ha. Đó, anh em thấy không? Cái khoảng cách thắng nó dài như vậy á, mà mình chạy mới có nhấp ga nhẹ cái thôi. Thì rõ ràng 160 cái bức tốc nó rất là mạnh. Mà khi anh em nhấp một cái lên ga mà anh em cần phải thắng xử lý gấp, cái vỏ này không đáp ứng được cho anh em nha. Đi theo chân mình để mình đưa cho anh em xem một cặp vỏ đáp ứng được độ an toàn đó. Và mình dắt ảnh vào kệ vỏ của mình và tư vấn cho ảnh cặp vỏ Dunlop có mã gai là Scoot Smart 2, dành đúng thông số zin cho con xe Vario của ảnh. Đó, Dunlop là một thương hiệu vỏ đến từ Indo và họ làm những cái mã gai thẩm mỹ êm, bền và đẹp luôn. Có nhiều mã gai đến từ thương hiệu Dunlop chẳng hạn như là TT902, D102A và nhiều mã gai khác nữa, phù hợp với rất là nhiều dòng xe trên thị trường, từ xe ga, xe số, xe phân khối lớn cũng có luôn nha anh em. Với cái thông điệp của sản phẩm mà hãng sản xuất họ đưa ra là giúp người dùng an tâm hơn trong việc lái xe hàng ngày. Anh em dễ dàng nhận thấy ở bề mặt thiết kế của sản phẩm luôn nè. Đầu tiên là cái phiên bản nâng cấp của mã gai Scoot Smart 1 lên Scoot Smart 2 này thì chắc chắn rằng cái độ bền sẽ được tăng lên, chống mài mòn tốt hơn và cái hiệu suất bám đường ướt nó tăng lên rất là cao luôn. Về cấu tạo gai vỏ, anh em thấy ha, rõ ràng với những rãnh thoát nước gia tăng giúp thoát nước hiệu quả hơn, kết hợp với khối gai được sắp xếp xen kẽ giúp xe xử lý mượt mà vững chắc hơn khi vào cua gắt, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái cho người lái xe. Và để cảm nhận được những công năng nè, những cái gì hay ho trên cái vỏ Scoot Smart 2 thông số zin dành cho Vario 160 này thì mình phải gắn vào xe, đúng không anh em? Gắn vào và chạy thử để cảm nhận và chia sẻ trên hình ảnh clip thực tế cho anh em. Rồi, mình sẽ gắn lên con xe này thôi. Rồi, tiến hành thay. Thì dĩ nhiên thay quy trình chuẩn và chuyên nghiệp bằng máy móc là như thế nào, đi theo chân mình nha. Anh em có thể thấy rằng bên mình tháo vỏ bằng những dụng cụ đồ nghề chuyên dụng, đúng thông số và chắc chắn không có bị quát con ốc zin của chúng ta, làm xấu xe chúng ta ha. Thì những cái công đoạn tháo là buộc phải tháo bô, tháo những cái gấp, những cái gì liên quan tới bánh để mà tháo cái bánh ra để đi thay được. Thay trên máy nha. Bên mình luôn luôn thay vỏ bằng những máy ra vô vỏ chuyên dụng, có những cao su, cao su dưới và cao su trên để hạn chế tình trạng chày mâm cho khách. Tỉ mỉ từng cái chi tiết trên mâm. Khi mà ra vỏ cũ xong, trên mâm này nếu như khách hàng nào đã lỡ đổ keo thì buộc bên mình sẽ vệ sinh lại. Còn những cái đường viền này nếu như bị ten, bị mọt nhiều thì cũng phải được đánh chà lại cho nó láng để mình vô vỏ mới, nó không có bị xì lỗ mọt. Rồi thì khi vào vỏ xong, kỹ thuật bên mình sẽ bơm cho thật là căng, có nghĩa là áp suất lên cao tầm khoảng 4 kg để nó bung đều những cái viền này, bung đều hết rồi mới xả xuống cho bánh sau còn 2,5 kg và bánh trước chắc chắn là 2,2 kg, đúng áp suất của nhà sản xuất đưa ra ha. Anh em có thể thấy đồng hồ bơm nè, đó, luôn sử dụng những đồng hồ chuyên dụng như vậy, đo đúng áp suất để cái vỏ mình nó đúng cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra, cái vỏ mình đi nó sẽ bền hơn, bám đường tốt hơn và an toàn cho chúng ta khi vận hành trên đường. Khi mà anh em đã chọn được một cái vỏ nó có những cái độ bám đường chất lượng không mà đẹp nữa thì ngoài ra để được thêm an toàn khi thay vỏ mới vào, bên mình sẽ lau lại cái viền mâm này để cho sạch sẽ, không còn dính nhớt nữa, đó mới là an toàn tuyệt đối ha. 4 bước chăm sóc xe miễn phí khi anh em làm tất cả sản phẩm dịch vụ số xe bánh mình đều được hỗ trợ bơm bánh, tăng thắng, tăng sên, lau kính, lau mặt đồng hồ lại. Đó là 4 bước ưu ái của Shop2banh mình dành cho tất cả sản phẩm dịch vụ tại shop. Đó, anh em có thể thấy được con xe này vì sao mình nói là khách quen thì dĩ nhiên mình có lưu những thông tin. Nhưng mà trên xe anh em thấy phụ ISS chính hãng, cây kính, món đồ chơi trang trí đều là mua tại Shop2banh của mình. Bởi vậy còn nhớt thì ảnh thay quá nhiều rồi. Không riêng về khách quen, khách lạ hay khách mới tới số 2 bánh đều được hỗ trợ kiểm tra lại. Nếu anh em đi ở ngoài đường, con xe mình đi lâu ngày có những tiếng kêu là lụp cụp nè, đảo lắc tay lái nè, hoặc là những tiếng động lạ, thì anh em có thể tiện đó nhờ các bạn kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm bên mình kiểm tra và khắc phục ngay tại chỗ cho anh em luôn. Thì bây giờ mình sẽ test thử. Mình đã test ở trên cái đoạn đường mình thắng vỏ cũ nó trượt như thế nào rồi. Còn bây giờ mình sẽ thử chạy ngoài đường trường, đường gồ ghề, đường lên dốc hoặc là thắng góc để anh em xem thử cái vỏ mới này. Trên cái cung đường láng mình đã ra được nè ha. Thì dĩ nhiên cái vỏ mới khi mà anh em đi những cái đường láng đẹp như vậy, một tay hay hai tay anh em vẫn cảm giác được cái độ bám và cái chắc tay lái của mình khi mình chạy tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Mình đang chạy tốc độ nhanh nhưng mà cái xe mình cảm giác nó không có đảo lắc đó, và mình lên ga thì cái xe nó trường sức mạnh thì nói rồi, nhưng mà cái vỏ nó vẫn bám đường để giúp mình chắc tay hơn khi mình lên ga. Dòng vỏ Dunlop Scoot Smart 2 với hợp chất silica mịn giúp xe di chuyển êm ái trên đường gồ ghề cũng như mang lại sự an toàn kể cả với đường ướt. Tối ưu hóa hợp chất cung cấp khả năng xử lý cua cũng tốt hơn luôn, và đầm tay lái, dẫn tay lái hơn cho anh em. Với những ưu điểm vượt trội đó cũng chính là lý do vì sao hãng Dunlop nói mã có Scoot Smart 2 cải thiện hiệu suất phanh tốt hơn đời cũ 10%, hiệu suất chống mài mòn tốt hơn 20% so với đời cũ luôn, giúp cho chúng ta lái xe mượt mà, êm ái và an toàn hơn. Rồi thì mình vừa mới chạy test trên tất cả những cung đường gồ ghề, đường ướt và là thắng gấp. Anh em có thể thấy được vì sao mình nói dòng vỏ Dunlop Scoot Smart 2 này nó mang đến sự an tâm cho anh em khi mà lựa chọn dành cho những dòng xe mình đã nói tới ha. Với những gì mà Nhật vừa mới chia sẻ về dòng vỏ Scoot Smart 2 của Dunlop được sản xuất chính hãng Tendo, thì với con Vario 160 này, bánh trước có thông số là 180/14 là 1.040k, và bánh sau 120/70/14 này là 1.209k, dành cho những loại xe như Vario 160 nè, Clip 160 và BCX 218. Để chọn được vỏ chính hãng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh em, và còn được thay vỏ bằng máy móc với quy trình chuẩn, thì anh em hãy ghé lại số 2 Bánh với hệ thống cửa hàng có mặt khắp các quận thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Bình Dương, và còn là đại lý bán lẻ vỏ xe máy nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Với phương châm uy tín, chất lượng và giá tốt, số 2 Bánh luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bây giờ clip đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.